Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang vừa cho biết liên quan đến vụ nhà một giáo viên bị trộm đột nhập lấy đi gần 1 tỷ đồng vào tháng 7 năm 2017 vừa qua, cơ quan điều tra đã bắt được 3 nghi phạm bao gồm Bùi Hữu Thọ 23 tuổi, Nguyễn Minh Trung 38 tuổi và Tạ Thái Hân 35 tuổi. Theo kết quả điều tra, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, ông Phan Văn Thạnh 50 tuổi, trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Gò Công, hiện đang là hiệu trưởng của một trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, cùng vợ và con trai về nhà thì phát hiện cửa nhà bị phá, mất nhiều tài sản có giá trị với tổng trị giá lên đến gần 1 tỷ đồng. Qua công tác khám nghiệm điều tra sàng lọc các đối tượng nghi vấn cùng với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra công an thị xã Gò Công đã lần lượt bắt giữ các nghi phạm. Tại cơ quan điều tra, cả 3 nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.